tên lửa chống tăng Spike sẽ đánh bại Hornet tại Việt Nam. Tờ tin tức quân sự VPK của Nga từng cho biết, Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM Spike NLOS do Israel sản xuất. Với tầm bắn là 25 km, phạm vi của Spike NLOS vượt xa các tên lửa chống tăng do Mỹ, Nga hay châu Âu chế tạo. Khả năng Việt Nam và Israel tiến tới hợp đồng đặt mua vũ khí tối tân trên là rất khả thi do mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đang không ngừng phát triển. Tel Aviv đã bán cho Hà Nội rất nhiều sản phẩm quốc phòng công nghệ cao như tổ hợp tên lửa phòng không Spider SR-MR, hai hệ thống pháo phản lực dẫn đường Extra Aquila. Theo đánh giá, nếu tên lửa Spy NLOS, phiên bản trang bị trên xe cơ giới, được Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa vào biên chế, thì sẽ còn mở đường cho các biến thể mang vác của Spy có mặt tại dải đất hình chữ S. Trong quá trình hiện đại hóa lục quân, Việt Nam rất cần một loại ATGM tiên tiến, có chức năng phóng và quên, đồng thời thực hiện được đòn tấn công đột ngột vào đúng vị trí hiểm yếu nhất của xe tăng thiết giáp. Các loại ATGM do đối tác truyền thống là Nga sản xuất, mặc dù có giá thành rẻ nhưng tỏ ra lạc hậu một thế hệ so với sản phẩm của Israel. Chúng vẫn áp dụng cơ chế dẫn đường bán tự động, buộc trắc thủ phải liên tục dẫn hướng cho đạn đến khi chạm mục tiêu, gây nguy cơ bắn trượt hoặc thậm chí là thương vong vì bị đối phương phản kích lại. Tên lửa Spy phiên bản MR hoặc LR của Israel đã khắc phục triệt để nhược điểm này. Đây là loại đạn công nghệ cao có chức năng tương tự như FGM-148 Javelin của Mỹ. Sau khi trắc thủ khóa mục tiêu và khai hỏa, quả đạn sẽ vẽ một đường cầu vòng tuyệt đẹp trước khi lao thẳng vào nóc xe tăng thiết giáp, khiến đối phương không có cơ hội chống đỡ. Spy còn có ưu điểm khác là nó cho phép diệt chiến xa ở chính diện, điều mà loại ATGM lái bán tự động như Hornet rất khó làm, vì khi phải đối đầu với giáp trước của xe tăng thì sức xuyên 1.200mm theo lý thuyết của nó tỏ ra vẫn chưa đủ để tạo nên xác suất 100%. Bên cạnh đó, yếu tố nữa khiến Spy trở nên hấp dẫn chính là Israel luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất, điều gần như không thể đối với Nga. Hiện tại, tên lửa Spy đang được chế tạo tại rất nhiều quốc gia, khiến nó trở thành một trong những loại ATGM phổ biến nhất thế giới. Nếu có được công nghệ sản xuất Spy, Việt Nam sẽ chủ động hơn trong việc đảm bảo hậu cần kỹ thuật trong thời chiến ở trường hợp phải đụng độ một kẻ địch có lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu. Rõ ràng, với những ưu điểm trên, tên lửa chống tăng Spy đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua với AT-14 Hornet do Nga sản xuất. Việt Nam cho phép kinh doanh vũ khí quân dụng. Bộ Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức thẩm định tờ trình về việc ban hành nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, linh kiện, bộ phận phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng công nghệ, chuyên dùng để chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng. Về thẩm quyền, Điều 6 dự thảo nêu rõ Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chấp thuận cho phép kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ chấp thuận cho phép kinh doanh phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Quyết định phê duyệt hợp đồng, đặt hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch đấu thầu mua sắm hoặc văn bản chấp thuận cho phép sản xuất quân trang quân dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Dự thảo cũng đưa ra hàng loạt những điều kiện mua bán xuất nhập khẩu vũ khí quân dụng trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh như có kế hoạch mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc mua bán, nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phải căn cứ vào nhu cầu mục đích sử dụng phục vụ quốc phòng an ninh, tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài. Vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tên nước sản xuất, cơ sở sản xuất, năm sản xuất, hàng sử dụng, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu trên từng vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng. Hoạt động mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định
và tuân thủ theo pháp luật về thương mại, độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Điều 9 dự thảo nghị định đã quy định hàng loạt điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trong đó một trong những điều kiện là có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện sản xuất, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường, đáp ứng được các yêu cầu về mặt kỹ thuật, chất lượng quân trang, chất lượng chất liệu, mẫu mã quy cách, có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật, được đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ của năm trước liền kề tối thiểu là 100 tỷ đồng hoặc doanh thu của năm trước liền kề tối thiểu là 300 tỷ đồng, tình hình tài chính lành mạnh, không nợ thuế nhà nước trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Đồng thời, có nhà xưởng sản xuất, nhà kho và các khu vực phụ trợ phải được thiết kế xây dựng đủ diện tích bố trí thiết bị dây chuyền sản xuất, cất giữ và phương tiện thiết bị bảo quản quân trang. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, doanh nghiệp muốn kinh doanh quân dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu là 45 tỷ đồng, có hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo bí mật thông tin theo quy định. Về phương thức hoạt động kinh doanh quân trang quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao và phục vụ, chuyển giao công nghệ chuyên dùng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Bộ Tài chính đã đề nghị bổ sung phương thức đấu thầu để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 22, điều 3, luật doanh nghiệp và nghị định số 130/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích. Trong tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo như sau. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo một trong hai phương thức sau. Thứ nhất, thực hiện theo đặt hàng, hợp đồng và đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu giữa doanh nghiệp với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hai, thực hiện quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Về phương thức đấu thầu, Bộ Quốc phòng đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu do Viện Nghiên cứu, Chế tạo, Sản xuất quân trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị chuyên dùng cho quân sự, công an thuộc phạm vi bí mật của nhà nước, theo số lượng tính đăng ký chiến thuật. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc đề xuất chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế là phù hợp với các quy định tại Điều 21 và 22 luật đấu thầu. Nóng, Mỹ khẩn cấp xử lý vụ Ả Rập Saudi mua tên lửa S-400 của Nga, bóp chết. Theo đó, Mỹ ngay lập tức đồng ý bán cho Ả Rập Saudi các tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao THAAD với mục tiêu buộc Riyadh từ bỏ thương vụ nhập khẩu tên lửa S-400 từ Nga, thông điệp phát đi từ Lầu Năm Góc vào tối qua cho hay. Chính phủ Ả Rập Saudi đã đưa ra yêu cầu về việc đặt mua 44 bệ phóng tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối THAAD, 360 đạn tên lửa, 16 tổ hợp chỉ huy điều khiển, 7 radar ANTPI-2 THAAD. Ngoài ra đi kèm còn có các thiết bị đảm bảo kỹ thuật, phục vụ bảo dưỡng sửa chữa, 43 xe đầu kéo, máy phát điện, rơ móc, thiết bị kiểm thử, phụ tùng dự trữ cùng các tài liệu kỹ thuật và huấn luyện kiếp chiến đấu, với tổng giá trị hợp đồng ước tính lên tới 15 tỷ đô la. Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và đảm bảo duy trì các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc tăng cường hỗ trợ an ninh cho một quốc gia đồng minh thân thiết. Hợp đồng này sẽ củng cố các lợi ích quốc gia của Mỹ, cũng như tăng cường chính sách đối ngoại, hỗ trợ an ninh về dài hạn cho Ả Rập Saudi và khu vực vùng vịnh để đương đầu với các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng thù địch khác ở khu vực này. Hợp đồng này sẽ giúp Ả Rập Saudi tăng cường khả năng tự phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng của các loại tên lửa đạn đạo trong khu vực. Với khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung của đối phương ở tầng cao nhất và tầng trung của quỹ đạo bay với xác suất trúng đích cao, THAAD tạo thêm một lá chắn tên lửa hữu hiệu, hỗ trợ tích cực cho quá trình hiện đại hóa lực lượng phòng không của Ả Rập Saudi. Sẽ không có khó khăn gì khi quốc gia vùng vịnh này đưa những tổ hợp đánh chặn tên lửa tối tân này vào hoạt động trong biên chế các lực lượng vũ trang. Thương vụ bán các vũ khí tối tân kèm theo dịch vụ sau bán hàng này sẽ không làm ảnh hưởng tới cán cân quân sự cơ bản của khu vực. Thông báo của Cơ quan Hợp tác Quốc phòng An ninh Lầu Năm Góc cho biết, nhà thầu chính của tổ hợp THAAD là tập đoàn Lockheed Martin và tập đoàn Raytheon. Các bên đã ký một bản ghi nhớ, trong đó đề cập tới một loạt hợp đồng đặt mua tên lửa phòng không tầm xa S-400, tên lửa chống tăng Hornet EM, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A,
súng phóng lựu liên thanh AGS-30 và súng tiểu liên AK-103. S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến của Nga, được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu bay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Hiện chưa rõ quyết định bán THAAD cho Ả Rập Saudi của Mỹ có ngăn được quyết tâm mua tên lửa S-400 của Nga hay không, vì dù sao thì bản ghi nhớ chưa phải là hợp đồng chính thức, tiền chưa trao, cháu chưa múc, chúng ta hãy chờ xem. Đòn đánh tầm xa của tàu phá băng Nga. Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ hạm đội Baltic cho biết chuyến đi đầu tiên này sẽ kéo dài trong 27 ngày trên biển Baltic. Nội dung cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các hệ thống định vị, thiết bị cứu sinh, động cơ và khả năng cất cánh của trực thăng từ băng đáp trên bong tàu. Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm đầu tiên, nhà sản xuất và hải quân Nga sẽ tiến hành rút kinh nghiệm và sửa đổi những điểm chưa thích hợp trên Ilya Muromets, và sau khi được đưa vào trang bị, Ilya Muromets sẽ là chiếc tàu phá băng có 102 ở trên thế giới. Sự đặc biệt của chiếc tàu đến từ hệ thống vũ khí nó được trang bị. Cụ thể, Nga trang bị cho chúng hai hệ thống tên lửa Club K và một pháo hạm A-190-01 loại 100mm. Với hệ thống Club K, tàu Ilya Muromets trở thành sát thủ toàn năng khi nó có thể tấn công tất cả các loại tàu mặt nước, gồm cả tàu sân bay và mục tiêu trên bộ, ven biển. Theo giới thiệu từ Hải quân Nga, mỗi container chứa 4 tên lửa chống hạm 3M-54KE, 3M-54KE-1 hoặc KH-35 Uran-E. Thời gian triển khai đội hình chiến đấu của hệ thống chỉ khoảng 15 phút. Tên lửa hành trình chống tàu 3M-54KE đạt tầm bắn 220 km, mang phần chiến đấu nặng 200 kg. Tên lửa chống tàu 3M-54KE-1 đạt tầm bắn 300 km, mang phần chiến đấu nặng 400 kg. Đạn tên lửa hành trình đối đất 3M-14KE đạt tầm bắn tối đa 275 km, mang phần chiến đấu nặng 450 kg. Đạn tên lửa hành trình chống tàu KH-35UE đạt tầm bắn tối đa 260 km. Sau khi phóng, hệ thống có thể rút khỏi vị trí chiến đấu giao việc dẫn đường lại cho các hệ thống khác, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nhanh chóng tái nạp tên lửa và chuyển sang trạng thái chiến đấu ở một vị trí khác. Hiện Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với nhà máy đóng tàu Admiralty đóng hai chiếc tàu phá băng kiềm tấn công. Dù Ilya Muromets chưa được đưa vào trang bị, nhưng hiện tại Nga là quốc gia sở hữu đội tàu phá băng hùng mạnh nhất thế giới. Chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets tiết lộ, ở khu vực Bắc Cực, Nga không chỉ có các tàu phá băng mà còn những cano và tàu biển để dành cho hoạt động ở Bắc Cực. Các tàu này chỉ đơn giản được trang bị thiết bị để phá lớp băng dày. Lớp băng ở Bắc Cực là rất dày, và để các tàu của chúng tôi có thể vượt qua khu vực này, có loại thép vững bền để đóng tàu đi biển, phải có động cơ mạnh mẽ, và trong trường hợp các lớp băng quá dày thì tất nhiên là phải có hệ thống laser trên tàu thế hệ mới để cắt phá chúng. Chuyên gia Viktor Baranets cho rằng, cùng với những vũ khí tối tân, chính hạm đội tàu phá băng này là đội quân tiên phong giúp Nga hùng cứ tại Bắc Cực trước sự dòm ngó của các thế lực từ bên ngoài. Nga triển khai Zupac-1, Syria vẫn bị nã đạn như thường. Với vai trò phát hiện các cuộc pháo kích và chỉ điểm cho hỏa lực đáp trả, hệ thống Zupac-1 được triển khai tại Syria vẫn không khiến Nga yên lòng. Ngay từ đầu năm 2016, để theo dõi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, Nga triển khai và lắp đặt xong 3 tổ hợp do thám điện tử Zupac-1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong những ngày vừa qua, sân bay Maymim và một số nơi thuộc Bắc Syria đã nhận bổ sung 3 tổ hợp hiện đại với các máy bay không người lái. Hai radar phát hiện mục tiêu kích thước nhỏ, cho phép xác định việc quân khủng bố sử dụng các hệ thống vũ khí pháo binh. Tổ hợp do thám tên lửa và lựu pháo mặt đất Zupac-1 được thiết kế để tự động phát hiện ra các loại vũ khí của đối phương, súng cối, lựu pháo, pháo phản lực bắn loạt, từ đó nhằm tìm ra được biện pháp phản công hợp lý, cũng như theo dõi kết quả của tên lửa vừa được phóng. Zupac-1 được bắt đầu phát triển từ thời Liên Xô vào những năm 1980 như một hệ thống thay thế cho APK-1 RIS. Tổ hợp do thám điện tử Zupac-1 được thiết kế đặt trên khung gầm xe bánh xích. Hệ thống Zupac-1 hoạt động hoàn toàn tự động và có thể được triển khai trong vòng 5 phút. Tổ hợp này có thể tiến hành trinh sát trận địa của súng cối, cỡ nòng từ 82 đến 120mm trên khoảng cách 17km, lựu pháo cỡ nòng từ 105 đến 155mm trên khoảng cách 12km. Ngoài ra, tổ hợp Zupac-1 có thể theo dõi tên lửa không điều khiển pháo phản lực trên khoảng cách đến 22km, tên lửa đạn đạo chiến thuật đến 45km. Zupac có thể phát hiện đến 70 hệ thống pháo trong vòng 1 phút, đồng thời có thể theo dõi đến 12 mục tiêu.
Bất chấp sự hiện diện của Zhukov, các mục tiêu của Syria vẫn hứng chịu đòn tấn công khốc liệt từ các tay súng khủng bố do Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đầu tháng 3 năm 2017, binh sĩ Syria hoạt động tại chiến trường Manbij đã bị lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo làm nhiều người thiệt mạng. Al-Masdar News dẫn nguồn quân sự ở Aleppo cho hay, Liên minh quân sự, quân đội Syria Tự Do, FSA, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào quân đội, đơn vị Syria đang bảo vệ tuyến giáp ranh làng Jub Anhim, Bohei, Anboka và Kokoyok. Những ngôi làng này đã được lực lượng dân chủ Syria, chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd, bàn giao cho quân đội Syria theo thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian cách đây vài hôm. Theo thông tin được công khai, có 8 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Liên minh của Thổ Nhĩ Kỳ, FSA, đã liên tục tấn công vào quân đội Syria và lực lượng SDF, sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ. Trước khi vụ pháo kích này diễn ra thì nhiều lần một quân đội và dân thường Syria là mục tiêu của các cuộc pháo kích dù vẫn nằm trong vùng tác chiến của Zupac 1. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.